kịp thời cứu sống nam thanh niên bị nước cuốn trôi từ bờ sông Long An đến thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, vào ngày 27 tháng 11, trạm biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu thành công một người đang kêu cứu dưới sông tại khu neo xoài Rạp Chín. Được biết, nam thanh niên này bị nước cuốn trôi từ bờ sông Long An đến thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn tin từ báo Dân Trí, vào ngày 27 tháng 11, trạm biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này vừa cứu thành công một người trôi trên sông xoài Rạp. Khoảng 12 giờ ngày 26 tháng 11, trạm kiểm soát biên phòng An Thới Đông thuộc biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước nhận tin báo từ tàu Nam Khánh 668 đang neo đậu tại khu neo xoài Rạp Chín, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè có người đang kêu cứu dưới sông. Nạn nhân bị nước cuốn trôi, không có áo phao và vật dụng để bám theo hướng Long An về thành phố Hồ Chí Minh. Các chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng An Thới Đông đang thực hiện nhiệm vụ gần khu vực đó nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu. Cũng theo báo Phụ Nữ Việt Nam, sau khoảng 30 phút, các chiến sĩ đã cứu hộ thành công người gặp nạn và đưa về trạm để cấp cứu, chăm sóc. Người gặp nạn tên Nguyễn Minh Thư, sinh năm 1996, quê tỉnh Sóc Trăng, đang làm muối tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi sức khỏe ổn định, anh Thư cho biết do sơ suất nên rơi xuống sông ở khu vực cảng Long An và cố gắng xuôi theo dòng nước, trôi dạt về khu vực trên, hiện anh đã được hỗ trợ đưa về. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 3 tháng 10, thông tin từ đồn biên phòng Khánh Hội, huyện U Minh cho hay vừa cứu nạn kịp thời 15 ngư dân bị chìm tàu trên biển. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 2 tháng 10, tàu cá KG90255TS xuất bến qua cửa Kinh Hội, huyện U Minh để ra biển hoạt động nghề lưới vây. Trên tàu có 15 ngư dân do ông Danh Sóc Kha, 39 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang, làm thuyền trưởng. Đến khoảng 17 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10, khi tàu cá đang hoạt động ở khu vực vùng biển cách Vàm Cửa Kinh Hội khoảng 8 hải lý về hướng Tây Bắc thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu cá gặp nạn, đồn biên phòng Khánh Hội liên hệ, huy động 3 tàu cá đang hoạt động gần vị trí tàu cá bị chìm đến hỗ trợ. Cùng lúc đó, đồn biên phòng Khánh Hội thành lập một tổ công tác với 10 thành viên và huy động 2 tàu cá, 6 ngư dân cùng ra biển tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 10, tàu cá CM99102TS của ông Phan Văn Khánh, ngụ ấp 3, xã Khánh Hội, đã cứu vớt được một ngư dân đưa lên tàu an toàn. Tuy nhiên do sóng to, trời tối nên phải đến khoảng 21 giờ 45 phút ngày 2 tháng 10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đồn biên phòng Khánh Hội mới tìm thấy và vớt được 14 ngư dân còn lại và đưa vào bờ để chăm sóc sức khỏe. Trong số 15 người gặp nạn, thuyền trưởng Danh Sóc Kha bị thương ở chân đã được sơ cứu, băng bó vết thương. Hiện, lực lượng biên phòng cũng đang phối hợp chủ tàu hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ vụ việc và bàn giao các ngư dân gặp nạn về với gia đình. Đồng thời sẽ hỗ trợ chủ tàu tiến hành trục vớt tàu bị chìm đưa vào bờ sửa chữa khi thời tiết thuận lợi. Một trường hợp tương tự, theo nguồn tin từ Việt Nam Plus, khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2023, tàu hậu cần nghề cá mang biển hiệu KG0025 do ông Nguyễn Doem, sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 3 người, gồm một thuyền trưởng và 2 thuyền viên. Tàu xuất bến qua cửa biển Sèo Nhàu, Kiên Giang, ra biển bán nước đá cho các tàu cá đánh bắt hải sản dài ngày trên biển. Đến 19 giờ cùng ngày, tàu bị sóng biển đánh chìm cách cửa đảo Hòn Sơn, tỉnh Kiên Giang, khoảng 6 hải lý về hướng Bắc, khiến 3 người bị trôi giạt trên biển. Chiều ngày 20 tháng 7, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng đồn biên phòng Khánh Tiến, huyện U Minh vừa tổ chức cứu nạn, đưa vào bờ an toàn 3 người đang trôi giạt trên biển. Sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên đã ổn định. Đồn biên phòng Khánh Tiến cũng đã hỗ trợ mỗi thuyền viên 300.000 đồng. Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Lượng, đồn trưởng đồn biên phòng Khánh Tiến, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 20 tháng 7, trong lúc tổ công tác đồn biên phòng Khánh Tiến làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện 3 người mang áo phao đang trôi lênh đênh trên biển, cách cửa biển Hương Mai, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, khoảng 11 hải lý về hướng Tây. Tổ tuần tra đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt đưa 3 người gặp nạn vào bờ an toàn và hỗ trợ chăm sóc y tế.